Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện sản xuất nhưng những năm gần đây, tỉnh Bắc Cạn đã quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để xuất khẩu. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Cạn đã có 7 doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm tham gia xuất khẩu. Những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh là quả mơ, gừng tươi đã qua sơ chế, gỗ rán ép, bột kẽm oxit, bột canxi carbonat, đũa gỗ, miến rong. Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Bắc Cạn thời gian qua mặc dù đã có nhiều kết quả đáng mừng, song vẫn chưa ổn định, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm nay. Tuy nhiên, dự kiến giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bắc Cạn năm nay ước đạt 3 triệu đô la Mỹ. Tại tỉnh Bắc Giang, hàng hóa Việt đang dần chiếm lĩnh và khẳng định vị thế trên thị trường bán lẻ hiện đại, ở siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích. Sau hơn 10 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đến nay đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt trên địa bàn tỉnh. Nếu như năm 2010 chỉ có 28% người tiêu dùng trên địa bàn quan tâm mua sắm hàng Việt, thì đến nay tỷ lệ này đã nâng lên hơn 90%. Hàng Việt cũng đã chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống các kênh phân phối. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, tỷ lệ hàng hóa sản xuất trong nước chiếm hơn 70%. Tại các chợ truyền thống, hàng bán buôn, bán lẻ chiếm 60%. Hiện toàn tỉnh có 10 siêu thị, 8 trung tâm thương mại và 443 cửa hàng tiện ích tiện lợi. Những đơn vị này có vai trò quan trọng trong việc quảng bá, tiêu thụ hàng nội địa tới tay người tiêu dùng. Cùng với việc tích cực kiểm soát dịch tả lợn châu Phi và lợi nhuận nuôi lợn vẫn ở mức hiệu quả, tổng đàn lợn trong nước đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến cuối tháng 7 năm nay, tổng đàn lợn của cả nước đạt gần 25 triệu con, tương đương 80% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đại diện Bộ Nông nghiệp cho biết, hiện Bộ vẫn khuyến khích thực hiện việc tái đàn, tăng đàn an toàn sinh học, duy trì sản xuất để bảo đảm cơ bản đủ nguồn cung thịt lợn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, do chu kỳ sinh học nên việc tái đàn, tăng đàn sản phẩm phải vào cuối quý 3 và đầu quý 4 năm nay mới có thể cân đối cung cầu. Đến lúc đó, giá cơ bản sẽ ổn định. Còn giá thịt lợn hơi trên cả nước thì vẫn tiếp tục giảm, mức giảm từ 1 đến 2.000 đồng một kg và được thương lái thu mua từ 79 đến 86.000 đồng một kg. Tại miền Bắc và miền Nam, giá lợn hơi hôm qua dao động trong khoảng 80 đến 86.000 đồng một kg, còn tại khu vực miền Trung Tây Nguyên có nơi giá còn ở mức thấp hơn là 83 đến 84.000 đồng một kg. Các chuyên gia nhận định giá lợn hơi giảm là do dịch COVID-19 quay trở lại khiến sức tiêu thụ giảm. Không những vậy, nguồn cung trong nước tăng từ số lượng lợn sống Thái Lan nhập khẩu và các công ty chăn nuôi có thị phần lớn phát triển đàn rất nhanh. Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, cứ độ tháng 8 sang thu, thời tiết dịu mát cũng là lúc những quả na bắt đầu chín, hay còn gọi là mở mắt. Bà con các vùng trồng na lại tất bật thu hái quả bán cho khách tại vườn. Miền Bắc có nhiều vùng trồng na nổi tiếng, phải kể đến như na Chi Lăng ở Lạng Sơn, na Đông Triều Quảng Ninh, na Huyền Sơn ở Bắc Giang. Và cuối cùng phải kể đến na Võ Nhai ở Thái Nguyên. Na ở đây đang được thị trường ưa chuộng, nguyên nhân là do vùng đất núi đá thuận lợi cho việc trồng và phát triển cây na. Hiện na Võ Nhai cũng đang vào chính vụ, thu hái mua bán rất tấp nập. Chị Thảo đang khẩn trương cắt thêm na để mang bán. Vườn ngay cạnh đường lộ, chị làm luôn một sạp nhỏ để bán na cho khách qua lại. Nhà có khoảng 100 gốc na, chín đến đâu chị cắt bán đến đấy. Giá khoảng 20-30.000 đồng một kg. Bao nhiêu năm nay chị vẫn làm như vậy, chẳng bao giờ lo na ế. Bán thì cả khách thương lái, rồi cả khách lẻ ở đường. Cứ gặp khách đến đâu rồi tôi bán đến đấy. Cứ ngày thì tôi bán một tạ, hai tạ. Gần 20 năm nay, cứ đến mùa na là ngày nào anh Đăng cũng lên Võ Nhai lấy hàng. Thường thì anh sẽ mua chọn cả vườn na rồi phân loại. Những quả na ngon nhất, đẹp nhất được anh lựa chọn cẩn thận để đưa về chợ đầu mối Thái Nguyên, rồi từ đó tỏa đi các tỉnh. Mỗi năm anh lại lấy lượng hàng nhiều hơn theo nhu cầu của thị trường. Thị trường năm nào nó cũng tăng mà. Trước kia thì nó cũng chỉ xe máy đấy, nhưng mà bây giờ thì gần như đến 90%, 95% là đi ô tô rồi. Ngày xưa là chỉ có độ tạ rưỡi, hai tạ, nhưng bây giờ có lúc thì một tấn lên, có hôm một tấn rưỡi, đấy, gấp 10 lần đấy. Năm nay là năm đầu tiên quả na Võ Nhai được hệ thống siêu thị ở Hà Nội này tiêu thụ và được khách hàng hết sức đón nhận. Mỗi ngày có từ 3 đến 500 kg na được bán ra và sắp tới sẽ được phân phối đến các cửa hàng rau quả sạch trên địa bàn thành phố. Mình bán na thì bắt đầu từ đầu vụ đến nay thì cái mọi cái về cái mức độ tiêu thụ cũng như cái tín hiệu mà khách hàng phản hồi lại thì chất lượng rất là tốt. Trong tương lai thì mình sẽ ký kết tất cả những cái với các đơn vị sản xuất và mình ký bao tiêu toàn bộ tất cả những sản phẩm của những đơn vị mà đạt chuẩn.
Hiện toàn huyện Võ Nhai có hơn 500 hecta na đang cho thu hoạch và có khoảng 130 hecta được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thời gian tới, diện tích trồng na Việt Gáp sẽ được mở rộng để không chỉ tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn tiến đến tìm kiếm thị trường xuất khẩu nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm na Võ Nhai. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thị trường ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.